Người đã tráo đổi thân phận của hai đứa trẻ sơ sinh. Ta phán tội nặng, sống làm vong hồn ngạ quỷ dưới địa ngục, không được đầu thai. Sự sân hận cùng lòng tham vô đáy rốt cuộc chỉ dìm con người xuống tận vực thẳm tâm tối cùng lối thoát. Tại sao vàng của tao mà không lấy được? Người đã chết thì làm sao mang theo được chứ? Nhất Dương và Minh Lan được trấn án tha bổng. Cha thằng Thí Anh, cái ngày mà mình trông đợi đã tới rồi. Thật ra toàn bộ sổ lưu về tội ác của Tô Hoàng là nhờ Trọng Nghĩa cung cấp. Bởi Hồng Trần tuy thênh thang nhưng chỉ vừa dặn cho những bước chân luôn đi trên con đường chính nghĩa thiện lương. Những diễn biến cuối của bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử phần 3, 20 giờ từ 17 tháng 1 đến 20 tháng 1 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.